Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hello Cơm. Tớ là Cơm đây và ngày hôm nay tớ rất là vui khi phải vài tuần rồi tớ mới được gặp lại các bạn trong video mới này. Và các bạn nhớ ấn like video cũng như là subscribe tớ nhé, để tớ sáng sớm đạt được 1000 subscriber. Đây là một con số mơ ước của tớ nên các bạn cùng tớ thực hiện nha. Và tài trợ chương trình hôm nay của chúng ta thì không chỉ có em Milo bữa sáng này, mà sẽ có một sản phẩm nữa mà tớ sẽ bật mí trong phần sau của video. Nên là các bạn nhớ đón xem nhé. Còn bây giờ thì tớ chưa ăn sáng các bạn ạ, nên là tớ kiểu gì cũng phải uống một chút rồi bắt đầu mới bắt đầu được video được. Đấy, nó còn đang bị chậm chưa ạ? Ngon thực sự luôn đấy. Thực sự là tớ rất thích cái Milo bữa sáng này, nó ngon hơn hẳn cái Milo bình thường kia. Nào, không dài nữa, mình bắt đầu thôi. Chuyện trả lá cái này tầm 1 tháng thì tớ có nhận được một cái email của Merlin Forman và mong muốn gửi tặng cái sản phẩm mà tớ sử dụng thử. Thì nói thật với các bạn là không biết bạn nào đang xem video này thì có biết đến cái thương hiệu này không. Tuy nhiên thì đây là đầu tiên tớ nghe đến thương hiệu này. Và sau một vòng kiểu như là tìm hiểu qua Facebook và Instagram của thương hiệu này, thì tớ biết được Merlin Forman là một cái thương hiệu local brand về skincare cho nam. Và các sản phẩm của Merlin Forman thì đều được sản xuất tại Hàn Quốc và có những cái giấy chứng nhận về kiểm định chất lượng để lưu hành cái sản phẩm tại thị trường Việt Nam. Nên là tớ cũng yên tâm phần nào khi mà đồng ý sử dụng thử cái sản phẩm của thương hiệu này. Hiện nay thì bộ sản phẩm skincare của Merlin Forman thì bao gồm 3 sản phẩm chính. Thứ nhất là sản phẩm rửa mặt, thứ hai là cái sản phẩm kem dưỡng ẩm và thứ ba là một cái sản phẩm treatment trị mụn. Và sau 2 tuần sử dụng thử bộ sản phẩm này thì ngày hôm nay tớ đã quyết định bấm máy một cái video này để review em rửa mặt của nhà Merlin Forman có tên gọi là William Number 7 Facial Wash. Nên là mặc dù cái video này tớ được gửi tặng sản phẩm, tuy nhiên thì những cái lời chia sẻ của tớ trong video này thì đều là những cảm nhận thực tế của tớ và không hề một chút tâm bốc nào nhé. Và không để mọi người chờ đợi lâu nữa, chúng ta nhớ đầu thôi. Có lẽ thì sữa rửa mặt thì cũng là cái sản phẩm mà tớ ấn tượng nhất trong bộ 3 sản phẩm mà tớ được gửi tặng của nhà Merlin Forman, bởi vì nó to chà bá lửa luôn các bạn ạ. Nhìn này, nó to gần bằng cái mặt của tớ luôn. Sản phẩm thì có dung tích là 150ml, khoảng gấp 3 lần như cái loại sữa mặt thông thường. Đây có lẽ là cái sữa mặt dạng kem mà to nhất mà tớ từng được sử dụng ấy. Sản phẩm thì có giá là 350k. Nghe thì lúc đầu thì tớ thấy hơi mắc một chút xíu, tuy nhiên tính ra thì cũng chỉ khoảng tầm hơn 100k cho 50ml thôi. Nên là tớ thấy là cũng là một cái giá khá là phải chăng chứ không phải là quá mắc. Ưu điểm của những cái dạng size to như thế này là các bạn nam có thể sử dụng khá là lâu, trong vòng khoảng vài tháng mà không phải mua đi mua lại sản phẩm, mà vẫn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Bởi vì so với các sản phẩm skincare khác thì hạn sử dụng sau khi mở nắp của sữa rửa mặt thì gần như là lâu nhất. Điểm tớ không thích ở cái bao bì của sản phẩm này thì có lẽ là nhìn nó hơi nhảm chăm chút xíu. Nó chỉ có 2 màu đen này và có vài dòng chữ trắng như thế này thôi. Nhìn nó khá là đơn giản và nhàm chán. Có lẽ đây là một cái sản phẩm cho nam nên là kiểu như là nhà sản xuất thì cũng không muốn có một cái gì đấy nó quá là màu mè ấy. Và cái độ hoàn thiện của cái bao bì của sản phẩm này nó cũng chưa được thực ra cao lắm đâu. Nên tớ mong rằng thì Merlin Forman có thể cải thiện được ở trong những cái version tiếp theo của sản phẩm này. Do trên bao bì của sản phẩm thì cũng in rất là rõ cái bảng thành phần của sản phẩm ở đây, nên là tớ cũng yên tâm phần nào khi mà sử dụng sản phẩm lên mặt. Bởi vì nói thật với các bạn là lần đầu tiên tớ gửi tặng sản phẩm nên là tớ cũng khá là hoang mang ấy, nên là cũng phải check choác khá là kỹ. Ngay ở khu vực đầu bảng thành phần thì sữa rửa mặt nhà Merlin Forman thì có chứa một số những cái loại axit béo có khả năng kháng khuẩn cao, ví dụ như là uric acid này, muric acid này. Ngoài ra ở sữa rửa mặt thành phần thì sản phẩm này có chứa cả salicylic acid, là một cái dạng tẩy tế bào chết hóa học. Và sản phẩm thì cũng có chứa rất là nhiều những hoạt chất dưỡng ẩm, ví dụ như là glycerin này, propylene glycol hay là niacinamide. Tuy nhiên thì sản phẩm này là một cái sản phẩm có hương liệu và có tinh dầu bạc hà, công nghĩa là để tạo cái độ thèm mát cho sản phẩm ấy. Nên là với những bạn nào mà dị ứng với 2 thành phần này, nhớ lưu ý giúp Cơm trước khi lựa chọn mua sản phẩm này nhé. Thực sự tớ khá bị thuyết phục và đánh tan mọi cảm giác nghi ngờ về chất lượng khi sử dụng sản phẩm trên da. Sản phẩm có chất tạo mùi nhưng mùi hương chưa thực sự xuất sắc. Sản phẩm có dạng kem màu trắng, do dung tích lớn nên mỗi lần lấy ra không cẩn thận sẽ lấy ra hơi nhiều một chút. Tớ thường xoa đều sản phẩm cho lòng bàn tay để tạo bọt rồi mới apply lên mặt. Cảm giác massage trên da rất thích, bọt nhỏ, cảm giác có độ bám nên xoa xoa mãi không chán luôn. Tớ là một người không thích độ the mát, lúc đầu thì các bạn sẽ không nhận thấy, nhưng dùng lâu trên da sẽ thấy sản phẩm tạo ra bộ the mát vừa phải. May là massage càng lâu thì độ the mát càng tăng lên từ từ, chứ không xuất đột ngột như các em sữa rửa mặt cho nam khác mà tớ sử dụng. Sau khi rửa sạch lại với nước, da của tớ không hề bị khô căng mà vẫn lưu lại độ ẩm nhất định trên da. Nói chung là khá các bạn ạ, phù hợp với các bạn da tiết dầu nhiều hơn nha. Vậy là Cơm đã review xong em sữa rửa mặt của nhà Merlin Forman rồi. Cơm nghĩ đây là một cái sản phẩm khá
khá là xứng đáng để các bạn ủng hộ hàng Việt Nam đấy. Cơm sẽ để link ở phần mô tả để các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm cũng như là thương hiệu Moliformen nhé. Còn đối với em kem dưỡng cũng như là em treatment trị mụn thì Cơm nghĩ là Cơm cần thời gian sử dụng lâu hơn để review cho bạn sau nếu bạn có nhu cầu. Còn bây giờ thì Cơm xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye. Đừng quên like và subscribe cho Cơm đấy.